cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Người Mẫu Dương Nguyễn Khả Trang. Dương Nguyễn Khả Trang là người đẹp vừa giành được quán quân của cuộc thi siêu mẫu quốc tế vào năm 2018. Để có một Khả Trang thành công xinh đẹp như hiện tại thì Khả Trang đã từng có những điều không mấy suôn sẻ và thị phi ở trong quá khứ. Khả Trang có tên đầy đủ là Dương Nguyễn Khả Trang, sinh năm 1992 tại Hà Giang. Người đẹp cao 1m79 cùng với số đo 3 vòng 86, 61, 93. Ngoài ra thì Khả Trang còn có gương mặt cá tính, góc cạnh cùng với làn da nâu khỏe mạnh. Có thể nhận thấy thì so với quá khứ, Khả Trang đã có màn lột xác thành công. Cô cũng đã từng thẳng thắn thừa nhận bản thân không hài lòng về nhan sắc nên đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Nhờ thân hình nóng bỏng cùng với nhan sắc xinh đẹp mà Khả Trang đã từng được các trang sắc đẹp bầu chọn là mỹ nhân châu Á đương đại sexy nhất vào năm 2017. Không chỉ để lại ấn tượng với gương mặt sắc sảo và chiều cao ấn tượng mà siêu mẫu quốc tế năm 2018 còn được đánh giá là người đẹp tri thức khi sở hữu bảng thành tích học sinh giỏi trong suốt 12 năm. Cô đã từng đoạt giải ngữ văn cấp huyện vào năm 2008, giải nhì học sinh giỏi quốc gia ngữ văn năm 2008, chiến sĩ thi đua Đại hội Toàn quốc tỉnh Hà Giang năm 2010. Khả Trang từng là sinh viên của Học viện Ngoại giao chuyên ngành quan hệ quốc tế. Khi còn nhỏ thì vì hoàn cảnh riêng nên Khả Trang đã không được ở bên bố mẹ và phải ở với bà ngoại. Quãng thời gian đó thì rất đỗi bình yên đối với Khả Trang. Nhưng sau đó thì bà cô đã quyết định đi tù và Khả Trang về sống với mẹ, bố của Khả Trang mất sớm. Trong quá khứ thì mẹ của Khả Trang đã phải vất vả bươn chải kiếm tiền để nuôi con. Bà đã thường xuyên đi công tác. Điều đó đã khiến cho cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm, đôi khi bế tắc trong cuộc sống nên Khả Trang cũng quyết định xuống tóc đi tu cùng với bà ngoại. Tôi nghĩ đi tu là một lối thoát cho cuộc sống của mình với hy vọng mình sẽ được sống trong một môi trường thanh tịnh. Tiếc là ngôi chùa nơi tôi tu không được như những gì tôi mong muốn. Một vài chú tiểu muốn học chữ nhiều hơn, không phải đi trồng rau, hái rau nên đã tranh giành nhau từng việc nhỏ nhặt, Khả Trang đã từng tiết lộ. Vì không tìm được sự bình yên trong tâm thế, người đẹp sinh năm 1992 đã hoàn tục khi cô bước vào năm học lớp 9. Sau đó thì Khả Trang đã trở về quê gốc Hà Giang để sinh sống. Khả Trang đã từng có một chuyện tình đẹp, bạn trai là người bao dung, biết nhường nhịn. Khi người đẹp quyết định đi thi hoa hậu thì bạn trai của cô đã vô cùng lo lắng vì sợ mất người yêu. Tuy nhiên thì Khả Trang vẫn quyết định theo lý trí của mình bởi cô cho rằng yêu là phải có niềm tin, đừng kìm hãm sự phát triển của nhau. Vì vậy mà bạn trai đã chia tay Khả Trang. Vì nghĩ rằng mình sẽ có chuyện tình không mấy suôn sẻ nên Khả Trang đã quyết định cấp đông trứng ở Thái Lan để chuẩn bị cho việc làm mẹ đơn thân sau này. Người đẹp cũng cho biết bằng cách tự lo thân trước như vậy cô có thể toàn tâm toàn ý hơn cho sự nghiệp. Tất nhiên thì tôi vẫn mong có một gia đình hạnh phúc, được ở bên người chinh phục trái tim của mình. Nhưng nếu nhỡ may không được, tôi tin tôi có thể làm mẹ đơn thân tốt như mẹ tôi đã từng làm. Có thể khẳng định một điều mà Khả Trang là người đẹp đã không ngần ngại thử thách bản thân mình. Cô đã từng thừa nhận mình là người nghiện đi thi các cuộc thi nhan sắc. Năm 2012, Khả Trang đã trở thành hoa khôi du lịch Hà Nội. Cũng trong năm đó thì cô đã giành giải Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi thể thao. Năm 2015, Khả Trang đã xuất sắc giành được giải vàng siêu mẫu Việt Nam, giải phụ siêu mẫu được yêu thích nhất. Không dừng lại ở đó thì một năm sau cô đã tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia được tổ chức tại Ai Cập và cô đã lọt vào top 25 giành giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Và mới đây thì Khả Trang đã xuất sắc trở thành quán quân của cuộc thi siêu mẫu quốc tế năm 2018. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.